Ui, ui. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay anh em mình sẽ đi săn bìm bìm các bạn nhé. Kia là có các anh em của mình kìa. Anh em trong kiểu đồ săn chim. Hello các bạn. Mày đâu mày vậy mày chưa nào? Đâu có ông có bị chạm ra? Chú đi người đâu đi? Đây chú đi. Đây trong này rồi. Ấy, nó nhìn ăn mùi á. Có bắn đi gần đây, bắn cầu vào thì đấy đó. Nó có trú à? Đấy cả. Má, sâu này. Cái này vào. Út 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 kia. Dục nhanh lắm bọn này. Thế thấy ông bật của Liêu ấy, Liêu nó đang cắm mất. Đây bật đây. Bắn bắn nó để kính. Đây này. Đầu kia nghe. Nó cung nhá nó nó bắn bắn. Lại lên trên hình thôi.
con kia, chó đang ngửi kìa. Cái mùi, cái mùi đấy. Ui giời, mực. Có khi bên nằm im rồi đấy. Giá dài em này. Ui đứt đứt. Ui đứt đứt. Con này có khả năng lắm. Ví mày à? Khi bên trong này sao ấy? Oh,
Bơi tung vào đây mà nó hàm ra. Lúc mà quay 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 đâu đâu mà thằng nào con đây à con nào thằng này con nào đó đó cần luôn đây thẳng chỗ kia rồi cho nó to to ấy để nó giúp còn dễ bay rồi đây chấp đây đây cú đấy ở gần là vô đấy đừng có bắn đây cầm người gần nhau thôi ở trên cái gốc cái chuối rồi trên gốc cái chuối xuống ấy đấy cho mặt hiền đi lọ bơi thẳng vào đi anh thấy động vào đây rồi không phải đúng con nữa bơi cắt cắt cho nó ra bơi thẳng vô thẳng cái thao xuống ấy phải. Mà chứ đâu lôi cả cả cỏ. Đâu lôi cả cỏ lên cơ. Đấy đó, thẳng cho mấy cái mặt tuần đó. Nó có cái hồn lỗ nó. Mò lại. Má thì cứ đi cắn chắc là cứ khó. Này, hay cứ đi không nhầm nữa à. Nhầm cả mà, cứ vậy nha. Con như là hàng cũng là bãi hàng mà. Để đấy mình đó. Nó qua kỳ đấy, qua nó rồi đấy thôi. Mình là nó để ý nó bắt đầu thả lại thả xuống qua nước của trời. Thả thôi, pha lên con. Nó thì nó chết hết rồi, mất tích rồi. Còn nó nhanh thật đấy. Như một con ấy 2 mét đấy chứ. Đó, được kéo mày đi. Chú đây, chú đây, chú khoảng ăn không chú. Mô này là không đây đây rồi rồi đây ngắm 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 kỹ cái chè nhá coi ở đây điểm đây cái cứ ngắm rồi cái trong này vào hay chuột đây nếu có con chuột hoặc là không có chuột. Thấy có con gì chuột rồi đây chó phết đấy ạ. Đây đây anh sao đây anh kìa đây đây xong chú chưa ông trên đi, ông trên nữa. Ôi, đây, đây, anh, xong rồi đi. Kìa, 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 ông ấy thoáng rồi. Bắt đây, bắt, bắt, bắt đây. Nó đi rồi, mày. Đây, bắt đây. Lên đỉnh, lên đỉnh, đỉnh, đỉnh. Bắn thôi. Em thấy nó đâu? Thấy đâu? Nó trên đỉnh nó không bay rồi. Đến thì bắn đi cứ bình tĩnh mà bắn. Mệt không bắn trúng đâu. Kìa 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 kìa. Đây đó, đây đó. Rồi 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 rồi.
vào đấy rồi. Nó bay vượt không? Sao rồi, sao rồi. Chưa rồi, sao rồi. Chết rồi. Ôi sao rồi. Bỏ sao về tôi bắn. Ôi sao rồi. Sao rồi, sao rồi. Ôi anh bắn nát đấy, nát đấy. Ôi sao sao rồi. Dung đi, dung đi. Chết rồi. Anh phóng đi. Cái cây này. Để lấy đéo được gì. Anh dung này này. Anh. Hả? Cái này này. Anh dung này. Cái cây này này. Không, cái bên kia cơ. Thôi thôi, nó bị nó phấn qua nữa. Anh không chán nữa đâu anh. Anh dùng cái này nó xuống luôn đấy. Nó quay kia mà. Alo. Con này mấy cân đấy? Bây giờ thì nhìn mặt nó. Con này to, con này ổ búa là 3 lạng. Ồ, to đấy nhỉ. 4 lạng. Tối là từ khoảng 2 bát bi. Đến đến xe. Đến xe này. Ừ. Ừ. Nó thành quả anh em ngày hôm nay. Chưa. Ôi bật thơ. Thế nào? Dạ. Đi ăn đuổi con vàng á. Chúng coi nhỉ. Con này tầm mấy lạng? Ôi, thành quả của anh em. Mỗi này là 4 lần 4. Không, mỗi người cầm một phát rồi gì đây. Như kiểu là đá bóng. Chú kiểu nào? Đá bóng được ở huân chương. Chú cầm đi. Đây, giờ. Chú xe này. Đây, từ oh. Đúng phát chú linh bắn phát đầu tiên. Anh phát vào đầu à? Không, ghê không, ghê không, ghê không. Béo nhỉ? Không có túi này. Cái túi này chưa đựng thôi. Ok, một em. Bây giờ hai con nữa. Túi chưa đựng được mấy con. Nó chỉ tầm được yến thôi. Yến đổ lại không hơn được. Cái túi này trong cân rồi. Đây là cái mẫu ổi. Vậy, yến à. Ôi vậy nào, áo là người quá. Ôi, áo quá. Cái này ổi này thì nó ổi ngon đấy nhỉ. Mấy anh em nhá. Ngon. Ba luồng ấy mà hơi tắc rồi bắt đầu này. Mất ấm.